thời gian gần đây, nước hoa vùng kín đã không quá xa lạ đối với chị em phụ nữ. Đây chính là thứ vũ khí lợi hại của phái đẹp giúp người dùng trở nên quyến rũ, gợi cảm trong mắt chồng hay người yêu. Trong video bên dưới, Shop sẽ review nước hoa vùng kín Dionel và For Enly để các bạn đánh giá và so sánh nước hoa vùng kín Dionel và For Enly xem loại nào tốt nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Điểm chung của cả hai loại nước hoa vùng kín Dionel và For Enly chính là có xuất xứ từ Hàn Quốc. Hơn nữa, For Enly còn được xem là sản phẩm thế hệ thứ hai của Dionel. Nói về Dionel Secret Love là dạng nước hoa chuyên biệt dùng cho vùng kín, có tác dụng làm sạch và tạo ra mùi thơm quyến rũ. Được chiết xuất bởi các thành phần thảo mộc thiên nhiên, hỗ trợ đem lại mùi hương nhẹ nhàng tại vùng kín, loại bỏ mùi khó chịu lành tính. Còn đối với nước hoa vùng kín For Enly, cũng là loại nước hoa vùng kín được nhận rất nhiều sự quan tâm của các chị em. Được chiết xuất từ 6 loại thảo dược, là các thành phần tự nhiên quý hiếm với khả năng tạo hương thơm, khử mùi hôi và diệt khuẩn hiệu quả. Đặc biệt, còn tạo ra mùi hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, để vùng kín của bạn luôn được thơm tho, quyến rũ. Trong For Enly cũng có chứa phytoncide giúp giải tỏa căng thẳng, tinh thần được thư thái, thoải mái. Hiện nay nước hoa vùng kín Dionel ra mắt với 3 loại phiên bản tương ứng, với 3 màu là đen, trắng và xanh. Trong khi đó For Enly mang đến cho khách hàng 6 màu khác nhau với những mùi hương cực kỳ khác biệt, dễ chịu cho người dùng nữa nhé. Chị em có thể tìm hiểu kỹ hơn hai dòng sản phẩm này để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất nhé. Nước hoa vùng kín Dionel hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán nước hoa vùng kín Dionel hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.